Em chở anh đi lên đó, mẹ giờ em bị biểu tình thế này, thằng Đoàn Trọng, thằng Ngô Kỷ, thằng Trần Nhật Phong và thằng Vũ Hoàng Lân nó đưa cái video của anh ra, bây giờ em bị biểu tình sụp mẹ nó cái business chụp hình 20 triệu đô la. Quý vị tưởng 20 triệu đô la ít à? Tờ báo Người Việt chỉ có 25 triệu đô la thôi. Riêng cái việc ngày hôm nay này, tôi dám đội cái nón này trên trên cái trang mạng Bảo Trâm này nè. Đây là một cái án tử hình cho tôi tại ngay nước Mỹ. Không thằng nào dám làm điều này. Và tới bây giờ chúng ta bắt tay chiến lược vừa qua đón ông Joe Biden, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch nhà nước, là thời kỳ hôn nhân trăng mật. Nhưng trong tương lai sẽ thời kỳ dập mặt và thay mặt. Không phải vụ Phúc thịt chó nó nói bậy hết đâu. Cái vòng kim cô đó nó sẽ đẩy vào đầu của chúng ta. Không phải thằng thích Phúc thịt chó nó ngu hết đâu. Trong 100 câu nói của một thằng ngu đó, nó có một cái câu nó khôn, nó là quý vị phải học cái đó. Kính thưa quý thính giả, trong và ngoài nước, trên hệ thống Bảo Trâm Việt Vision, hôm nay ấy, chúng tôi xin được cảm ơn cháu Bảo Trâm, là cháu rất có nhiều công trong việc đăng tải những bài nói chuyện của tôi để đưa đến các quý vị thính giả trong và ngoài nước. Tại sao hôm nay tôi lại nói riêng như vậy? Là vì thức đêm á, để làm những video clip này á, thì nó mới phù hợp với cái giờ này của tôi ở buổi sáng. Và người thứ hai đó, tôi xin cảm ơn đó là anh Thảo Đậu. Nếu ở Việt Nam có được 1.000 người như anh Thảo Đậu á, tôi tin Việt Nam sẽ phát triển nhanh trong vòng 10 năm tới. Điều tôi nói hoàn toàn có chứng minh về về khoa học. Vì một người mà hiểu tôi đang nói gì đó, tôi thấy cũng hơi khó đó. Ở Mỹ thì cách đây khoảng 10 năm có anh Bruce Vũ, tức là anh ruột của ông Vũ Hoàng Lân. Anh ấy gửi cho tôi vào trong một bài nói chuyện trên phố Wonsa TV. Anh bảo thế này. Anh Lập là một người chơi chữ trong chính trị giỏi nhất của nước Mỹ. Điều đó tôi appreciate. Rất cảm ơn. Nhưng tôi hỏi ngược lại anh ấy cơ thế này. Tại sao anh là người anh ruột mà lại không có số phone của tôi? Nếu anh không hỏi qua anh Vũ Hoàng Lân, tự nhiên anh im lặng thì tôi hiểu tất cả mọi vấn đề. Tại vì có một lần đó, trong cuốn phim, một trong cái tác phẩm The Ambassador, tức là Ngài Đại Sứ, thì ông tác giả đó, ông có mô tả lại việc một phiền thiền sư của Nhật Bản tại Hokkaido, Nhật Bản, tiếp với ông đại sứ Cabolos. Ông Cabolos là ai? Là đại sứ của Mỹ có nhiệm vụ đến Việt Nam để lật đổ và giết ông Ngô Đình Diệm. Thì tác giả mô tả thế này. Sau khi nói chuyện thì ông đại sứ Cabolos ban đầu ông cảm thấy khó chịu. Tại sao cái thằng trung tá tùy viên mà Lầu Năm Góc và Pentagon đó, lại chỉ định cái thằng này nó làm assistant phụ tá cho mình khi tới Việt Nam? Thằng này trung tá thì cái thằng này đầu nó là đầu đầu đất, mấy thằng lính này xác tốt ai lấy làm đinh, người dốt mới đi làm lính. Nhưng mà khi mà ông phụ tá này bị plastic của Việt Cộng á, đặc công nó đánh chết ở trong Sài Gòn, thì ông đại sứ Cabros mới nhận ra được là Lầu Năm Góc đã cho mình một người rất là giỏi
để phụ tá trong chuyến đi về Việt Nam. Tôi không tin là Việt Cộng đánh chết cái ông trung tá tùy viên cho đại sứ Kabulot, mà tôi tin rằng ông Ngô Đình Diệm đã sai mật thám của mình giết ông trung tá tùy viên cho đại sứ Kabulot. Tôi tin là như vậy, vì cái sự suy nghĩ của tôi đó, là sau bây giờ đến tuổi 73 rồi, tức là 74 tuổi ta, 73 tuổi thầy, không thể nào mình nói bậy được. Mình có thể ăn bậy được nhưng mà không thể nào nói bậy được. Ăn bậy đi vô nó xúc ruột ra có thể còn sống, nhưng mà nói bậy là mình chết. Tôi tin chắc như vậy. Tại sao tôi đọc tác phẩm The Ambassador đó, Ngài Đại sứ, mà đến hôm nay tôi nói cái điều này? Thì ông Kabulos nghe thấy người tùy viên trung tá thử lục chiến chết thì ông đến, ông được nghe tin là ông đến liền tới cái chỗ mà ông tùy viên nó bị bên bên tổng thống Ngô Đình Diệm nói là đây là đặc công Việt Cộng nó giết. Ông đến đó và ông đứng im lặng. Bây giờ ông mới hiểu ra là bên những bộ óc lớn nhất của nước Mỹ đã đưa cho ông một tùy viên tốt nhất. Thì ông tùy viên này đưa đến gặp một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản tại Hokkaido. Trước khi đi vào Việt Nam nhận nhiệm vụ thì ông ấy đi ra ngoài. Ông để cho ông Kabarot nói chuyện với vị thiền sư Hokkaido người Nhật Bản thì quá hay đi. Thì ông mới nói như thế này: tôi có quá ít giờ cho nên tôi sẽ hứa là sẽ quay trở lại đây để nói chuyện với ông. Vị thiền sư mới nói thế này: khi chúng ta là hai người đó thì chúng ta cần nói. When we talk, we are two. Khi chúng ta nói, chúng ta là hai người. When we are silent, we are one. Khi chúng ta im lặng, chúng ta trở thành một. Ý ông nói là ngài đã hiểu rồi thì ngài không cần phải trở lại đây. Thì trong tác phẩm đó ông Kabolos ông nói là: đối với vị thiền sư, thưa ngài, cái mission, tức là cái đặc vụ mà tôi sắp phải làm đây là điều mà tôi không muốn làm. Tại đi qua giết ông Ngô Đình Diệm mà. Đặc vụ special mission là đến để giết ông Ngô Đình Diệm, tại vì ông Ngô Đình Diệm không cho người Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm á, ông biết là nếu người Mỹ đi vào Việt Nam thì sẽ thua, vì đó là một hình thức xâm lược. Ông Ngô Đình Diệm ông muốn cầm đưa súng cho ông như ông Zelensky thôi, chứ đừng có sự hiện diện của quân Mỹ tới. Ông Ngô Đình Diệm rất đúng. Nhưng người Mỹ họ không có một cái tính kiên nhẫn. Không phải. Ngày hôm nay tôi đến Mỹ còn có mấy hôm nữa là tôi ở được 30 năm. Người Mỹ rất kiên nhẫn. Tôi nói lại nè. Không phải là người Mỹ không kiên nhẫn mà thua trong chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ rất kiên nhẫn. Nhưng người Mỹ cần đốt một giai đoạn để tiến hành cái công việc của họ. Cũng không luôn. Nhưng người Mỹ họ muốn sử dụng hết tất cả ngân sách quốc phòng từ năm 1945 đã pass qua và làm các vũ khí Thompson, cạc bin M1, Garand M1, cạc bin M2 hay Thompson, tất cả các súng Đại Liên 30 ly, 60 ly. Họ phải tiêu hủy hết cái số vũ khí đó đi. Thì họ mới có ngân sách mới để làm những vũ khí mới. Cho nên Việt Nam là một cơ hội để tiêu hủy tất cả vũ khí đó đi. Cho nên bằng mọi cách họ phải giết ông Ngô Đình Diệm để đưa vào đó. Thì tiêu thụ hết cái vũ khí đó, Quốc hội nó mới thông qua một cái budget, tức là một cái ngân sách mới để làm những vũ khí như súng M16,
hay đại liên M60 hay đại hay là máy bay Cobra hay là máy bay Chinook. Tôi nói điều này ở tuổi 74, tuổi ta 73 tuổi, tuổi Tây. Tôi nói và tôi suy nghĩ chứ. Quý vị biết ngân sách quốc phòng của Mỹ nó xài xong rồi đó, là nó ký là xong rồi. Tại sao Mỹ nó bỏ lại 50.000 chiếc xe Hummer ở bên Mỹ, ở lại Afghanistan? Quý vị nghĩ nó điên à? Sao điên được? 50.000 chiếc Hummer đó ở ngay bên Mỹ, người giàu nhất bên này cũng không có khả năng để mua. Chiếc Hummer đó đâu có phải là kỹ sư Mỹ vẽ đâu. Kỹ sư Nga Liên Xô. Thưa quý vị, một ga lông nó chạy được có 4 mao à. 4 cây số. Nói cho nó dễ hiểu, 4 mao nhân với lại 1 km, 1 km 6, 4 6 4 6 km. Một ga lông 4 lít chạy 6 km, mà chỉ có đó, chỉ có tỷ phú Amazon hay Bill Gates hay là ông Tesla có tiền mà mua. Mà nó làm như vậy để làm chi vậy? Nó tiêu hết cái số xăng mà nó đào lên và ngân sách của nó. Cho nên bất cứ một thứ gì mà chúng ta đang nói tới người Mỹ là phải nói tới tiền. Mày đốt mẹ nó hết tất cả xăng cho tao, miễn là mày chế cái máy gì tao không cần biết. Và cái đó nó nằm trong ngân sách quốc phòng thượng nghị viện. Bây giờ nó muốn tiêu hết cái số vũ khí đó thì bây giờ nó chỉ có cách giết ông Ngô Đình Diệm đó. Bộ nó không biết là đưa quân mà đó là xâm lược à? Trời ơi, quý vị nghĩ như thế thì chết mẹ rồi. Ngây ngô như chú tàu nghe kèn mà. Mẹ tôi chửi tôi độc lắm. Mỗi lần mà tôi ngu cái gì bà nhảy mà vỗ. Đẻ con khôn mắt cái này vời vợi. Đẻ con dại thảm hại cái này bà vỗ. Bắp 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 bắp. Mẹ tôi sợ nhất bà chửi là vì lý do kế bên nhà tôi có con Xuân. Nó học thi tú tài hai chung với tôi ở trường Thánh Mẫu. Tôi đang nhìn nó, tôi đang thèm nó. Để cho nó ở lại, nó nuôi mẹ tôi khi tôi ra mặt trận. Mà bà chửi thế này thì mất mẹ nó. Cái danh dự của một ông tú tài rồi. Mẹ xấu hổ quá, cho nên phải khôn nhanh. Đẻ con dại thảm hại cái này bà nhảy. Mà nhà con Xuân thì nó ở trên lầu, nhà tôi ở dưới đất. Đương nhiên chúng tôi nhìn nhau qua khe cửa, khung cửa sổ, hai nhà cuối phố, chả hiểu vì sao không khép bao giờ. Bà chửi phải khôn cho nhanh lên. Kính thưa quý thính giả, có hai người chửi tôi hèn, mẹ tôi và thằng Trịnh Quang Linh. Mà nó chở tôi đi đó, gặp Thứ trưởng Thanh Sơn, nó bảo anh Lập hèm. Em chở anh đi lên đó, mẹ giờ em bị biểu tình thế này, thằng Đoàn Trọng, thằng Ngô Kỳ, thằng Trần Nhật Phong và thằng Vũ Hoàng Lân nó đưa cái video của anh ra, bây giờ em bị biểu tình, sụp mẹ nó cái business chụp hình 20 triệu đô la. Quý vị tưởng 20 triệu đô la ít à? Tờ báo Người Việt chỉ có 25 triệu đô la thôi. Mỗi một cái trang quảng cáo nó bé tí như thế này. Đây là báo Người Việt nhé. Nó chỉ một trang nó bé, bé bằng ngón tay là 30 đô la. Mà cái ngành chụp hình của nó là 20 triệu đô la. Hôm biểu tình anh trốn đâu mất, lạy Chúa thôi. Tôi đâu có minh oan. Mà bây giờ 10 năm sau tôi mới nói. Nó dám nói mình hèn. Tức quá mà. Nó phải nói như vậy. Thứ trưởng Thanh Sơn nói cái video này không được leak ra ngoài.
anh Trung tá Hưng của Bộ Ngoại giao quay cái đó để đưa về trình cho Bộ Chính trị để quyết định có cho Nguyễn Ngọc Lập về không. Họ cẩn thận. Và quý vị coi lại video của Bảo Trâm đi. Bảo Trâm quay lại cái đó cho họ xem. Quý vị tưởng tôi là tay mơ à? Cái thằng bé mà nó đi chung với tôi á, suốt từ trong phi trường về nhà thờ An Nhơn về về tới nhà tôi. Thằng bé đó chắc chắn nó phải có đệ tứ đẳng Taekwondo, lúc nào cũng đi chung với tôi. Cái tướng nó đi không là mình biết thằng này là có võ rồi. Bộ Chính trị họ đâu có lơ ngơ tơ mơ như quý vị tưởng đâu. Họ điều tra tôi rất kỹ mà. Ở trong tù cải tạo á, tôi nói với thằng Vũ Văn Vân, nó cao một thước 78 nó mới được đi hải quân. Tôi nói bây giờ tao với mày làm cho cái thằng bộ đội mà nó đang gác mình ở đây nè, nó giật mình chơi cho nó vui. Nó hỏi làm cách nào. Nó bây giờ mày cao thước 8 đúng không, thước 78 đúng không, tao vỗ vai mày một cái, mày đứng chắc nha, tao bay lên tao lấy hai chân tao kẹp vào cổ mày, tao quật mày ngã xuống và tao đâm hứ vô bụng mày nha. Thì tôi biểu diễn cú đó ở trong trại cải tạo nhiều lần mà. Bộ đội nó lên đạn, ai ngừng lại không được đánh nhau. Thì đương nhiên họ biết là qua bao nhiêu bài độc thoại tôi nói trên các radio, tivi ở đây. Trước khi tôi được mời về là 23 năm tôi trên ngồi trước đài phát thanh ở đây. Tôi nói là mỗi một đêm ở trung tâm luyện thiếu tá Trần Xuân Bàng, ông bắt tất cả chúng tôi phải học Taekwondo, học 4 năm cận chiến. Chuyện đó là bình thường trong ngành tình báo mà. Và thưa quý vị, thằng Vũ Hoàng Lân nó mới đưa cái clip đó ra, nó cho thằng Trần Nhật Phong và thằng Ngô Kỳ Đoàn Trọng biểu tình sập mẹ nó có business. Lúc đó tôi ở đâu? Tôi đang ở tờ báo Việt Weekly đang bị biểu tình rầm rộ trên nó. Nhóm này nó chia ra một mớ, nó đem về đây nó biểu tình luôn, nó chia làm hai cái. Làm sao tôi chạy đi được, làm sao tôi có bằng lái xe mà từ thành phố Gan Ro mà chạy về đây nó biểu tình xong rồi. Thằng Trịnh Quang Linh nó chửi tôi hèn, và ngày hôm nay tôi mới nói có hai người chửi tôi hèn là mẹ tôi và thằng Trịnh Quang Linh. Đâu cần phải giải thích nhanh nữa. Hôm đó tôi đem bàn vá ép với thùng ống bơm này nọ ra từ Gò Vấp, tôi chạy lên trên viện Pasteur Hiền Vương và bây giờ là đường Võ Thị Sáu. Đi tới nơi mưa nó lớn quá thôi chạy về. Quý vị biết Sài Gòn mà, nó đang mưa thật lớn, về Gò Vấp nó hết mưa. Chừa chui vào nhà, rầm 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 rầm, mấy thằng ở trong xóm nó tới nó ném đá lên nhà. Quý vị tưởng mái tôn mà nó ném đá bằng đằng đá đường rầy xe lửa thì nó lủng hết. Tôi vừa chui vô xong cái rầm 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 ra, mẹ tôi bảo sao mày ra mày không đánh chết mẹ cái đám này đi, mày hèn quá. Tôi nằm tôi ngủ tới sáng mai. Tôi dẫn thằng em tôi ra đó, cũng hên là hôm sau là sáng Chủ nhật tôi nhớ tôi đem thằng em ruột của tôi cột nó lại. Tôi đem nó ra ngay ở chỗ ngay ngã tư nhà thờ Bến Cát với chùa Như Lai đó. Tôi cột nó lại đó, tôi dẫn nó theo. Tôi quỳ tôi lạy tất cả anh em du đảng chém mướn xã hội đen, vì đó là cái khu nhà nghèo mà. Dân miền Nam nó kéo củi rồi, còn dân miền Bắc thì nó có cắt cói thôi, nó bán rau muống ngoài, nó có làm gì, nuôi heo vậy thôi. Tôi quỳ ngay trước cái quán cà phê, tôi quỳ tôi lại anh em, tôi lại anh em, bây giờ thằng em tôi nó phá quá mà tôi thì anh biết là tôi sửa xe về 3 giờ đêm thì tôi mới về tới nhà tôi ngủ. 8 giờ sáng hôm sau tôi phải đạp xe từ đây lên trường quốc gia Nghĩa Tử, từ Gò Vấp mà lên Tân Bình, lên sân bay nhất. Tôi kiệt sức rồi. Chưa về tôi bán cà rem, tối tôi đi sửa xe, bây giờ tôi kiệt sức.
Bây giờ anh em đánh đánh tôi đại lần đi rồi, tha cho tôi vì tại vì tôi không có thì giờ tôi dạy. Tất cả anh em ngồi gác chân nó uống hút cà phê này nọ. Tôi quỳ tôi lạy xong các thế quán nó tôi đi lạy hết một vòng xong tôi dẫn thằng em tôi cột. Thằng em tôi vào tay tôi đi chung về. Mấy năm sau tôi vào binh chủng thủ lục chiếm. Tất cả cái khu mà Hố Nai nè, Xóm Mới nè, Gò Vấp mà người công giáo là đều đi thử lục chiến nhảy dù và biển đồng quân. Đi vô đó đứa nào nó cũng bảo thằng Lập mà anh thằng Giao bán cà rem, kéo xe ba bánh, sửa xe bán báo ở Bến Cát, Chùa Như Lai, Bến Hải, cầu Bến Vân, tất cả đứa nào nó cũng kêu tôi như vậy. Tôi không có trả lời một câu nào, tôi không có đánh là một anh em. Tôi đánh xong trận Quảng Trị về đấy, tôi mang về cái gì thì tôi mang hai cái nón cối, một cái ba lô con cóc và một lưỡi lê CKC và hai cái đôi dép râu. Cứ mỗi thứ bảy chủ nhật mà có thăm nuôi ở trong căn cứ Sóng Thần đó là tôi mặc cái quần sọt may vải thường lục chiến đi ra đá banh chung mà tôi xách tôi cột cái lưng của tôi đó, bằng cái lưỡi lê CKC mà để cắt kẽm của đặc công với tôi đi đôi dép râu đi ra. Lính nó trông thấy tôi đi ra mà ở trong nhà trong khu thăm nuôi đó nó lớn đó. Nó trông thấy tôi đá banh rồi đó. Tao không có nói nhiều với tụi mày. Tao không có giờ đâu trả thù lặt vặt cái chuyện này với tụi mày. Không. Tôi cũng không trả lời với Trịnh Quang Linh là tao hèn hay là tôi trả lời với má tôi hèn hay không hèn. Riêng cái việc ngày hôm nay này, tôi dám đội cái nón này trên trên cái trang mạng Bảo Trâm này nè. Đây là một cái án tử hình cho tôi tại ngay nước Mỹ. Không thằng nào dám làm điều này. Tôi vợ đẹp con ngoan mà. Có đúng không? Ở đây có thằng nào có vợ mà đạo kỹ sư dạy Đại học Bách Khoa Phú Thọ ở Sài Gòn đó. Đâu có vợ thằng nào đẹp như vậy mà lại đậu học Dean Cliff, danh sách học sinh giỏi nhất tại Fullerton của Mỹ đâu. Và đâu có thằng nào có con mà học một cái trường kinh khủng nhất trên trên thế giới đâu. Không. Giờ có một thằng con học đại học UCLA, biochemistry. Mỗi một năm trường đại học này được chính phủ Mỹ không biết kinh tế lên, kinh tế xuống 3 tỷ đô la để nghiên cứu về stem cell. Stem cell là gì? Là lấy một cái nguyên tử nhỏ thôi, một cái bé xíu thôi. Ở trong bao tử nó biến thành một cái bao tử mới và trong tương lai đó, nó làm ra cái bao tử mới để nó thay cái bao tử cũ. Nó lấy một cái điểm nhỏ stem cell nhỏ trong mắt, nó thay cái con mắt hư đó bằng một con mắt mới. Cải lão hoàn đồng đó. Mà một giáo sư tại UCLA đó, họ có một cái lệnh thế này. Mày không có nhà mà tao bán cho mày cái nhà 3 triệu. Sau 10 năm mà mày mày bỏ cái trường này mày đi cái trường khác tao mua mày lại 5 triệu theo thời giá. Nhưng mày không được bán cái nhà này cho một thằng khác. Vì đây là tài sản của trường trường UCLA. Ông nói ông là tiến sĩ và ông về biochemistry trên thế giới ông được giải Nobel. Ok tới đây. Ông phải ký vào cái trường đại học UCLA này nè. Trong 10 năm nữa, cái người mà được giải Nobel về sinh học và medical và là y khoa đó, ông phải theo kịp cái người đó 10 năm sau. Nó được giải Nobel, nó ông được giải Nobel năm nay đúng không? Thì 10 năm sau ông phải giỏi bằng thằng đó thì ông mới được dạy tại trường này. Hôm nay nói chơi quý vị nghe thôi. Tại sao Nguyễn Ngọc Lập dám đổi nó? Đội trên trang mạng ấy, hơn là đội ngoài đường. Cái trang mạng này nó sẽ đi vào tận nhà của từng thằng chống cộng ở đây. Đội nón này ra ngoài bon sa nó nhìn thoáng qua thôi. Đội cái này nó xuất hiện trên toàn thế giới là thằng
thằng Nguyễn Ngọc Lập nó thân cộng sản, lì không, khoa học không, kỹ thuật không, chủ nghĩa Mác Lênin không, chủ nghĩa tư bản không. Một thằng có óc mà nó chống cộng đó, thằng đó mới khiếp đảm. Một thằng thằng có óc mà nó thân cộng, thằng đó mới nguy hiểm. Nếu mà cho tôi á, hai chọn lựa, một con nhỏ Mỹ đẹp như vậy, tôi bảo mày ôm tao sát vô, chụp hình cái này để tao về tao nổ ở Việt Nam. Nó cười, là vì tôi nói với nó mày cứ ôm sát vô để tao về tao nói với bên Việt Nam là tao có con bồ đẹp, quý vị nhìn thấy này, cái tay của tôi đang ôm ôm nó sát vào cái áo mà nó cái áo mà nó dở cái lưng đây nè, chụp mà tôi phải nói mà nó cười, nó ôm tôi trên nè đây, cái tay nó ôm, phải nói tiếng Anh giỏi để làm một bức hình tao nổ mà. Cái này là nổ thật chứ không phải nổ giả đâu. Và nếu tôi được chọn giữa hai cái người mà tôi được ôm này là bà hiệu trưởng của cái trường Heavy Mực này với con bé này, tôi mong một ngày nào đó bà này sẽ đến thăm tôi, giống như Thứ trưởng Thanh Sơn đã đến và các viên chức lớn đến nhà tôi hiện giờ, cái chỗ nhà tôi đang, tôi mong được bà này đến gặp tôi nhiều hơn. Giữa hai đứa này, hai hình này, tôi mong, tại vì bà này bà có bộ óc, bà đi học xong 18 tuổi bà ra khỏi trường, bà đi chơi 18 năm rồi sau đó bà mới quay lại. Bà này là nhân vật trong 50 nhân vật cao nhất của nước Mỹ, bà đứng hạng thứ nhì, thứ ba vậy đó. Một người da đen bỏ học mở ra một trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, nhất nước Mỹ, hết chối đúng không? Tại sao tôi nói như vậy? Tại tôi cần bộ óc, tôi không cần cái phía bên ngoài. Địa chỉ của cái trường này nè. Và tôi thách người Việt Nam chúng ta đó, trong 10 cho tới 20 năm nữa, có một học sinh đại học Bách Khoa tại Sài Gòn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lọt vào cái trường này. Không lọt vô được đâu, chắc chắn luôn. Vì cái ngày mà con tôi ra trường, bà này nè, bà mời bà thủ tướng của Pakistan, bà này vừa đậu á và vừa làm thủ tướng mà bà ấy vừa được giải Nobel, là bạn thân bà này đến đọc bài diễn văn trong khi con tôi ra trường. Khi tôi nói điều này quý vị không không lường ra được cái giá trị và điều tôi đang nói chuyện với quý vị đâu. Khi tôi mà chơi đứa nào thằng đó chết, thằng đó là expert bưng bô hay là bưng bô specialist. Nguyễn Ngọc Lập mà chơi chữ thằng đó chỉ có chết thôi mà. Và quý vị bảo là ô sao ông Lập ông bảo là tao có tội với nhân dân, tao đứng lên tao xin lỗi. Quý vị phải học language, tức là ngôn ngữ học. Và linguistics là về ngôn ngữ học của các chuyên gia. Và các bạn phải học căn ngữ học để biết được một chữ có sáu nghĩa. Nhất tự lục nghị. Thì các bạn mới nghe được bài nói chuyện này. Tôi hỏi ông Thứ trưởng Thanh Sơn, kính thưa Thứ trưởng, tôi đọc cái câu thơ Việt Khang, Việt Dũng, Việt Kiều không bằng Việt Cộng, nó liều đánh Tây. Thế ông có giận khi tôi dùng ông là chữ nó không? Ông bảo tôi là người có học, mà tôi làm bộ ngoại giao. Sao tôi không hiểu anh nói gì?
Cho nên khi tôi dùng chữ tao có tội với nhân dân, tao đứng lên tao xin lỗi. Quý vị coi hai hai ấn bản nhé. Ấn bản tôi nói tôi có lỗi, tôi đã bắn giết nhiều cộng sản ở Hoàng Sa Trường Sa. Tại sao tôi dùng chữ tôi mà đây tôi dùng chữ tao? Tìm mày tao biết tìm đâu, tìm trong cáo phó biết đâu có mày. Tôi đố quý vị làm được cái câu thơ đó. Hay không? Mà tại sao ông Bruce Vũ, một giảng sư đại học không gian tại Florida, bảo là Nguyễn Ngọc Lập là bậc thầy chơi chữ trong chính trị? Và gần đây có một độc giả của Bảo Trâm nói, nếu nói về kinh tế thì có tiến sĩ Lê Thẩm Dương, nhưng nói về chính trị học thì ông Nguyễn Ngọc Lập là một tiến sĩ dùng căn ngữ học. Quý vị, và tử là chết không, tử là tốt, là còn chữ chữ tử là nhỏ, là nguyên tử. Nên quý vị chửi Nguyễn Ngọc Lập, quý vị phải đọc Thảo Đậu bình luận. Trước này tôi nói là anh Thảo Đậu đừng có cãi nhau với anh Sáu, tại vì anh này rất là giỏi. Chính phủ Mỹ không có mướn thằng nào ngu mà về Việt Nam để giảng trong đại học Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thế quý vị bảo tôi là một thằng điên như vậy, Thứ trưởng Thanh Sơn đó, mời thằng điên về. Tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện trong biến cố Trần Trường. Một trăm năm chục ngàn người nó đến tập họp thế này, tự nhiên thằng Đạt đó, nó là thượng sĩ quân cảnh, nó xuống nó hỏi mấy cái thằng mà du đảng đang đang giữ cái thùng tiền ở đó, để mà đồng bào bỏ vào đó mấy triệu đô la để mà ủng hộ trong chuyện này. Thì cái thằng Hồ Anh Tuấn đó, nó là một thằng là hồi chánh viên, nó bưng thùng tiền nó đi luôn. Nó lại nó hỏi mấy thằng mà du đảng ăn cắp ăn trộm đang 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 đứng gần nó, hỏi là tôi muốn gặp anh thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập. Có một thằng nó bảo mày đi gặp thằng thiếu úy Lập khùng. Thượng sĩ Đạt nó không nói nhiều, nó đi lại gần thằng nó bóp cổ nó đưa lên, nó lắc 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 lắc, nó giục thằng đó vào trong cái xe chở đó, mặt thằng đó nát bét luôn. Bây giờ chuyện này nó xảy ra từ năm 1999. Nó bảo với thằng kia như vậy nè: tao như vậy mà đi gặp thằng khùng à? Tao gặp thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập, mày bảo rằng gặp thằng khùng. Nó ném thằng kia một cái là thằng nó nín luôn. Quý vị nghĩ quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa nó lựa thằng thước tám to cao như vậy, nó học Taekwondo vậy mà nó đến Mỹ, nó coi bãi đậu xe ở Los Angeles đầy dãy du đảng và tội phạm. Nó sợ thằng nào đó. Nó ở tù với tôi 10 năm mà. Có thằng nào thượng sĩ quân cảnh mà ở tù 10 năm đâu. 30 tháng 4 nó vào rừng nó chiến đấu và nó bị bắt. Ở tù 10 năm đi ra. Nó đến Mỹ nó đâu có làm chuyện gì lớn đâu. Nó vô nó apply cái công giữ xe ở Los Angeles, đầy dãy da đen, đầy dãy người người bất hợp pháp ở. Ông chủ ông hỏi là mày mày có dám ở đây với lại coi tất cả cái đám mà nó đậu xe. Nó nói ông cứ cho tôi làm thử một tháng. Nó làm luôn tới bây giờ luôn. Mà nó chỉ đứng nó ngồi nó dòm thôi chứ ai làm gì làm nguyên cái khu đó cả Los Angeles là sợ này. Nó hỏi lại cái thằng nhỏ đó đó: tao như vậy mà đi gặp thằng thiếu cùng. Thế hôm nay tôi hỏi lại cái quý vị một câu đó. Thế ông Thứ trưởng Thanh Sơn mời thằng khùng đi về, tiến sĩ Lê Quốc Hùng có bằng tiến sĩ kinh tế tại nước Anh, tiến sĩ kinh tế tại nước Mỹ, có bằng luật sư tại La Jolla, ông làm tổng lãnh sự tại Los Angeles, tại
tại tại San Francisco, ông bảo thứ trưởng thế giới mời cho bằng được anh thiếu úy Ngọc Lập về. Thế ông tiến sĩ Nguyễn Lê Quốc Hùng là ông khùng à? Ông điên à? Ở nước Mỹ ở với Việt Nam nó khác nhau chỗ nào? Hôm nay tôi cho quý vị thấy nó khác nhau có một tí xíu à. Con ông tổng thống Joe Biden á, sẽ bị ở tù về tội giữ súng bất hợp pháp và dùng súng khi hút xì ke ma túy. Cảm một chút rồi. Mày con tổng thống tao không cần biết, mày có tội tao giam mày ở tù chơi. Khác có tí thôi, không khác nhiều. Nhưng quý vị nhớ nè, cái thời kỳ mà chúng ta đang bắt tay với người Mỹ là từ 1973 rút quân khỏi Việt Nam là bí mật. Rồi xong bây giờ là mở mở ra thời kỳ là bỏ cấm vận. 1995 là thời kỳ thân mật. Và tới bây giờ chúng ta bắt tay chiến lược vừa qua đón ông Joe Biden, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Chủ tịch nhà nước là thời kỳ hôn nhân trăng mật. Nhưng trong tương lai sẽ thời kỳ dập mặt và thay mặt. Không phải vụ Phúc thịt chó nó nói bậy hết đâu. Cái vòng kim cô đó nó sẽ đẩy vào đầu của chúng ta. Không phải thằng thích Phúc thịt chó nó ngu hết đâu. Trong 100 câu nói của một thằng ngu đó, nó có một cái câu nó khôn đó là quý vị phải học cái đó. Trong tương lai là chết mẹ đó. Về kinh tế mà chơi với Mỹ, tôi nói thật với quý vị nè, ở Việt Nam á, tôi thấy mấy thằng thầu tàu á, cửa tiệm Thăng Long trước ở Cô Nhi Viện Quốc gia Thủ Đức nó bán một xu muối. Tôi phục lắm, cái người tàu Việt Nam phục lắm. Nó bán ve chai mà nó giàu lên này nọ. Mới có 7 tuổi tôi đã thấy được người tàu giỏi ở trước Cô Nhi Viện Quốc gia Thủ Đức. Khi mẹ tôi đi thăm nuôi tôi, nó cho tôi mấy xu thì tôi bỏ ra một xu để thêm muối vì các bà sơ bà cho ăn không có muối. Phục người tàu lắm. Lớn lên tôi trông đi ra ngoài đời tôi thấy Ấn Độ nó cho thuê nhà, nó cho mướn giá tiền xã hội đen khắp tất cả cả nhà Ấn Độ. Sài Gòn Chợ Lớn nó cho thuê nhà số 1. Cà ri Ấn Độ Bombay mà. Quý vị không có thấy tại bây giờ Việt Cộng nó đuổi hết cái đám nó chạy hết. 30 tháng 4 vô mấy thằng tàu nó bỏ tiền nó đi Mỹ trốn hết. Mà mấy thằng Ấn Độ nó trốn đi hết luôn. Như vậy Pháp, Mỹ, Nhật, Đức, Ấn Độ vào Việt Nam bỏ chạy mẹ hết rồi. Sợ thằng Việt Cộng. Việt Cộng mà nó vô rồi là chết hết. Tôi đi về Hà Nội trong 3 ngày, 3 đêm, 3 giờ. Trong cái xe của Toyota cũ rích Crown của ông đó, tôi đi quanh Hà Nội tôi không trông thấy một cái bảng nào của người tàu. Cái đó mới là cái điều Nguyễn Ngọc Lập on the job training du hành quan sát tà nội. Thằng nào mà buôn bán với thằng Cộng sản Việt Nam là thằng đó chết. Không có chùm quận 5, quận 3 gì. Quý vị thấy tất cả những đại gia tại Việt Nam, từ ông Phạm Nhật Vượng cho tới những người buôn bán trong Sài Gòn bây giờ nó diệt hết tất cả mấy thằng tàu. Việt Nam là buôn số 1. Nhưng quý vị chờ cái điều mà tôi nói này. Chúng ta thắng Mỹ tại Việt Nam, thắng Pháp tại Việt Nam, thắng Nhật tại Việt Nam, thắng Ấn Độ, Trung Quốc tại Việt Nam. Nhưng mà vào đây có thắng được Mỹ không? Wait and see. Chờ xem. Chúng ta sẽ có một cuộc tỷ thí này. Có nhiều người hỏi tôi là tại sao anh Lập không theo thủ tướng Phạm đến San Francisco gặp thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tôi xin kết luận bài nói chuyện này bằng câu chuyện ngắn thôi. Cái cô ở Đông Bosco đó, cô làm ra cái phụ với tôi là làm ra cái hộp bạc cát tình thương này. Dù kinh tế sập hay kinh tế lên đó, mỗi một năm Nguyễn Ngọc Lộc An đóng góp cho Việt Nam 300.000 đô la Mỹ. Chứ không phải là Nguyễn Ngọc Lộc cần phải về Việt Nam bây giờ đó. Bà này bà có 9 đứa con thì có 3 đứa con đã đi tù. 2 đứa con làm bà sơ hiện giờ đang coi giáo phận ở đây. Còn có một linh mục tên là Cha Đức. Cha Đức này hiện giờ đang đang làm linh mục tuyên úy cho không quân tại Tokyo, Okinawa, Nhật Bản. Các con bà nói với bà thế này nè. Bà gặp chủ Lập, mẹ con nó ở trong nhà đứa nào cũng coi thường mẹ con nó, nhưng mà Hồng Y nhá, giám mục nhá, Ngô Quang Kiệt nhá, tất cả ai mà làm lớn lắm trong giáo phận này, cả cả giám mục Kê Minh Gon này nọ ở đây là đều tới mẹ mẹ con, là sợ mẹ con lắm, vì mẹ con có khả năng gây quỹ cho tòa tổng giám mục của Orange County, 7 thành phố giàu nhất nước Mỹ. Mẹ con nói các giám mục nghe hết, mà mẹ con không biết đọc biết viết, mẹ con chỉ có uy tín thôi. Ở trong nhà không ai coi mẹ con ra gì, nhưng mà mẹ con bảo tất cả tổng giám mục Phạm Minh Mẫn mà đến Mỹ biểu tình là ông làm tổng giám mục tại địa phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại đó. Đều đến với mẹ con và rất lễ độ và xin phép mẹ con, vì mẹ con xin tiền cho. Một hôm bất thình lình tôi ghé vào nhà bà thì bất thình lình gặp hai bà sơ với lại ông cha Đức. Ông tố cố toàn mấy đứa con nó ở chung trong nhà, tôi cứ chui vào trong tủ lạnh tôi lấy cái gì tôi ăn thức ăn đó, thân tín mà. Thì bất thình lình tôi gặp cha 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 Đức ở đó, tôi mới đứng lên tôi nói thế này: xin phép cô Toan hôm nay cho con được nói. Ông cố Toan ông gầm gừ lắm, tôi đặt tên ông là ông cố gầm gừ, ông cố gừ, ông ghét tôi lắm. Nói, xin phép cô Toan. Cô Toan bảo các bà sơ mà ông cha này là tại vì tôi coi lớp giáo lý cả bà sơ đó, tự nhiên mọi người im lặng, hôm nay xin phép cho con chính thức được nói lên điều này. Cha Đức 4 năm tại nhà thờ Bonaventure là cha xứ của con đúng không? Trong 4 năm cha đến nhà thờ này con không xưng tội với cha, vợ con dạy giáo lý con cũng không đến đến gặp cha. Trong 4 năm cha làm mà đó không bao giờ tôi đến gặp cha để chi cho cha dễ làm việc. Ông cha Đức đứng lên bắt tay tôi: hai bà sơ đó coi giáo phận Santa Barbara, coi theo giáo phận Chúa Chiên Lành, coi theo giáo phận Holy Spirit, Chúa Thánh Thần. Đứng lên lại ôm tôi và bắt tay tôi. Ông cố gừ đó, lúc này ông mới thấy thương tôi. Cho nên nếu quý vị cứ lại gần ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Đại tướng Tô Lâm, quý vị xin cho tôi xuất một 100 triệu tấn lychee trái vải qua Mỹ. Xin lỗi, tôi nhổ nước bọt vào mặt quý vị.
nói tiếng Việt Nam nhổ nước miếng, nhổ nước bọt lắm. Tôi được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho gia đình tôi 4 visa, 4, 4 passport vào nước Nga, mà ông nói cách đây 1 tuần lễ Đại tướng Tô Lâm ở đây muốn ngồi nghe anh nói chuyện. Không đi được. Con tôi đang học ở trong này, nó chưa ra trường sao về được. Sao đi được. Đại tướng Tô Lâm muốn nghe anh nói chuyện. Và nếu mà anh cần nói về những vấn đề chiến lược của đất nước, tôi sẽ mua vé máy bay cho anh về và đưa anh ra quốc hội. Quý vị lại là hỏi ông đi. Check đi. Nếu không phải 300 ngàn đô la mà nó đi thẳng về về ngân hàng của Hồng Kông, Macau rồi nó mới về Việt Nam. Có thật không? Nếu giỡn với Việt Tân, đấy là Ngô Chí Thiện này, tôi đưa nó lên làm chủ tịch cộng đồng, Việt Tân nó bắn mày chết mẹ mày. Nếu Mao Trạch Đông nói đó, the power comes out from the barrel of the gun, thì ở Lido Sài Gòn này đó, luật pháp đó, chính quyền được nở trên nòng súng, thì ở đây Nguyễn Ngọc Lập đó, đưa bao nhiêu người lên làm chủ tịch cộng đồng bằng bà đài phát thanh. Câu này của Mao Trạch Đông nói chứ không phải Nguyễn Ngọc Lập nói nha. Chính quyền được được đứng lên bằng nòng súng, bằng bạo lực, thì Nguyễn Ngọc Lập đưa bao nhiêu chủ tịch cộng đồng ở đây. Ngô Chí Thiện, Phó Thịnh Chương làm chủ tịch cộng đồng, Nguyễn Thành Trạng, bà luật sư Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ông Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Ngọc Lập, ông Phan Kỳ Nhân đưa lên. Tạ Đức Chí này do Nguyễn Ngọc Lập đưa lên, nhưng nhường chức đó cho mà. Ông Trần Thái Văn được nhường cái chức đi đi trên cái tàu mà gọi là Pasadena Rose Rose Parade. Một cái tàu mà nó bỏ vào cái bông không, nó mất 10 triệu đô la, Nguyễn Ngọc Lập nhường tặng cho ông Trần Thái Văn. Quý vị đi chất vấn ông Trần Thái Văn với bà Lài chủ tịch cộng đồng Pomona, bà còn sống có đúng không? Nguyễn Ngọc Lập đưa các chính quyền lên bằng đài phát thanh của Đỗ Sơn, Vạn Võ, Nguyễn Hữu Tránh. C'est la vie. Đây là sự thật, có sự chứng minh tại tòa mà. Kính thưa quý thính giả, tại sao hôm nay tôi đưa đến đề tài này là quý vị khá thích rồi. Nhất con nhì cháu mới thứ sáu mới người dưng. Làm kinh tế tại Mỹ như vậy quý vị sẽ chết. Quý vị phải đưa những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam được được học tại Mỹ. Và sau khi chúng ta là ký WTO với Mỹ xong, thì phái đoàn Việt Nam gồm các chuyên gia học Harvard, Yale, Stanford, Fullerton, John Hopkins thì mới mới ký WTO kinh tế với lại chính phủ Mỹ được chứ. Không lẽ mẹ thằng thất học sao làm được. Đều xin Bộ Ngoại giao và Bộ Chính trị nghỉ 1 tháng vì căng thẳng quá. Chuyện tôi nói láo à? Quý vị ngây thơ quá. Cho nên Nguyễn Hồng Phúc nó nói một câu rất là hay là người Mỹ đã đặt cái vòng kim cô lên trên Đảng Cộng sản Việt Nam khi ký hiệp ước kinh tế toàn diện chiến lược với Việt Nam. Và Mỹ làm ăn lợi nhuận mỏng như da đầu, rờ cái đầu cái da mà nó mỏng như vậy, lợi ít lắm, phải bán hàng chục
tỷ 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 tấn tôm mới có lời, chứ bán vài con tôm mà vài ký không có lời. Nghe lại nè, hàng chục tỷ 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 con tôm càng ngon nhất mới có lời. Cho nên khi tôi thấy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Đại tướng Tô Lâm đến đây, tôi không đến gặp chứ không phải không gặp được. Tôi cần gặp bà này nè, bà da đen này nè, có óc. Tôi không cần gặp con bé thịt đẹp đâu. Không. Non ce n'est pas moi. Tôi cần những bài độc thoại này sẽ đến tận tai Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hôm nay tôi cho quý vị nghe một điều. Sở dĩ tôi không lân la đến, cũng như không đến gặp cha Đức và các bà sơ, là mình phải để cho họ có thì giờ làm việc. Đó mới là một thằng nhân sĩ, một thằng trí thức, hiểu chưa? Đồ dốt, cứ lần là thấy người đói rách thì thương, thấy người giàu có phải thương hơn nhiều, thấy người nghèo khổ thì thương, thấy người giàu có quyền lực ta thường lân la. Xưa rồi Diễm, làm sao để cho ông thứ trưởng ông Thanh Sơn ông đến tận nhà mình, và ông Bộ trưởng liên lạc quốc phòng Mỹ và quốc phòng Việt Nam phải đi đến nhà trao cái áo sơ mi mà không gặp, phải đưa cho ông Nguyễn Phương Hùng mới đưa áo sơ mi cho ông Nguyễn Ngọc Lập. Cái đó mới là cái vinh dự thật của một người trí thức. Kết luận bài nói chuyện này, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi đối với quý thính giả. Tại sao Nguyễn Trãi là một vị công thần mà chết? Kính cảm ơn.